Mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Ngày hôm nay thì dòng mai của em Nhi tiếp tục quay trở lại để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai ghép gốc nhất ba mùa liền cốt của đế siêu đẹp bên vườn em Nhi cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2024 luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây này giá cặp để mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Dòng em Nhi hôm nay lên mức giá chỉ từ 120.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Một cây cũng bao phí luôn ha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình luôn mai giám tiếp tục của em nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Một cái đầu tiên mà số 21C nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, một cái cúc tư lông. Một cái cúc tư lông đó cô chú anh chị. Rồi, 26 luôn đi. Hoành được 8. Cao 51. Và tán ngang được 49. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 120 thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 22C. 22C một cái cúc tây thi ha. Tàn khá luôn ha. Cây này có đế nha cô chú anh chị. Hoành được 9. Cao 41, tán ngang được 49. Cây này em để cô chú anh chị mình giá 140 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 23C. 23C là một cái giảo siêu nụ nha cô chú. Rồi. Cây này có đế luôn ha, tàn khá, có nút nụ nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Hoành được 6. Cao 53, tán ngang được 37. Cây này em để cô chú anh chị giá 120 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 14C. Cây cúc họ Hương nha. Dạ, cái này cái cúc tây hy nha cô chú anh chị. Em nhìn cái làm sao mà em đập lộn. Rồi. Tây thi nha, hoành được 10. Rồi. Cao 50, tán ngang được 52. Cây tây thi này em để cô chú anh chị mình giá 140 luôn nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 25C, một cây siêu bông Sài Gòn đế gồng nha. Rồi, gồng 3 lượng nha cô chú anh chị. Hoành được 7. Rồi. Cao 45, tán ngang được 42. Cây này em để cô chú anh chị giá 120.000 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 16H. 16C. 16C, một cây giả. Ủa, 26C, một cây giả Tuấn Ngọc. 26C, giả Tuấn Ngọc. 26C nha cô chú anh chị, một cây giả Tuấn Ngọc. Khó đế ha. Rồi. Hoành được 9. Rồi. Cao 49, tán ngang được 47. Cây giả Tuấn Ngọc mã số 26C này để cô chú anh chị mình giá 120.000 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 27C, một cây thanh mai nha cô chú, bông xanh nha. Rồi. Hoành là được 6. Cái đế cực kỳ quái luôn ha. Cao 50. Tán ngang được 40. Cái này em để cô chú anh chị giá 130.000 thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 28C. 28C. Một cây cúc Phượng Thanh Tân nha. Rồi. Tàn khá luôn ha, thông số luôn em. Cái này Tết chơi cũng ok ha, lấy bo cũng ok cô chú anh chị. Hoành được 8. Nụ khá cô chú anh chị. Cao 55, tán ngang được 64. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 180.000 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 19C, một cây cúc 29C. 29C, một cây cúc 150 cánh nha. Rồi, cái này đế quái nè cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi, thông số luôn em. Dạ. Hoành được 9. Rồi. Cao 48, tán ngang được 52. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 140 nha. 140.000 á. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 30C, một cây giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi, cây siêu nụ ha. Dạ. Hoành được 8. Rồi. Có cao 50, tán ngang được 42. Cây này em để cô chú anh chị 110.000 thôi nha. Và cũng là cây cuối clip của luôn ha em. Dạ. Và cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho em Nhi trong cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem được cái này giá cao để mình ủng hộ cho em Nhi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.